Biết rằng đây là cái buổi tập đầu tiên sau cái khoảng thời gian Văn Hậu sang nước ngoài và cái thời gian cách ly, thì Văn Hậu thì cũng có trao đổi với Văn Hậu, thì Văn Hậu vẫn duy trì khi mà ở bên Hà Lan mà giải đấu dừng thì Văn Hậu vẫn duy trì thể lực, và 14 ngày cách ly ở Quảng Ninh thì Văn Hậu vẫn duy trì cái thể lực. Thì hôm nay bắt đầu cái buổi tập đầu tiên thì Văn Hậu xin tập cùng với đội. Thì tôi muốn cho Hậu về thời gian là Hậu đi một năm mà cũng chưa được về nhà, nhưng Hậu vì ở Thái Bình đang là bùng dịch nên là Hậu không muốn về, thì Hậu muốn xin tôi là nghỉ ngày hôm nay để đưa bố mẹ đi chơi ở trên Hà Nội. Nhưng mà đến trưa thì Văn Hậu có chủ động xin là được buổi tập chiều nay. Thì tôi nghĩ rằng là Văn Hậu thì đây qua một cái thời gian đi như là cọ sát ở một cái môi trường cao hơn, thì đây thì Văn Hậu cũng chỉ là về nhà thôi. Thì là cái tình cảm của đội bóng với Văn Hậu thì luôn luôn là luôn giữ. Thì nghĩ rằng cái này thì các bạn biết rằng Văn Hậu quay lại thì cái sự hòa nhập và cái sự trông đợi của tất cả cầu thủ trong đội thì đều luôn dành cái tình cảm tốt nhất cho Văn Hậu. Thì tôi nghĩ rằng với Văn Hậu thì trải qua những cái áp lực mà khi mà ở cái môi trường cao hơn, thì tôi nghĩ về đây thì cái thời gian mà để Văn Hậu quay lại bắt nhịp với đội bóng thì tôi nghĩ rằng cũng không đáng ngại lắm về cái áp lực. Cái kế hoạch thì cái thứ nhất là cái đang theo cái phương án của giải đấu, thì một là mùng 5 tháng 9, hai là 12 tháng 9, và còn cái tình hình dịch như thế nào. Nếu mùng 5 thì từ bây giờ đến mùng 5 thì còn khoảng 3 tuần, và nếu như đến 12 thì còn khoảng 4 tuần, thì câu lạc bộ Hà Nội thì trước mắt là lấy những cái đích đấy để mà chuẩn bị cho cái trận quay lại. Thì còn tùy tình hình dịch chưa nó phát triển bùng nổ hay như thế nào thì mới tính tiếp. Trước khi nghỉ dịch thì có những cái chấn thương như Zima hoặc là Uma hoặc Ngân Vân Đại, thì qua những cái thời gian vừa rồi thì các bạn cũng có cái thời gian để hồi phục. Và hiện tại thì mình đã có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất ngoài những trường hợp dài hạn. Thì hiện tại bây giờ thì câu lạc bộ Hà Nội cũng có đầy đủ những cái lực lượng, chỉ có thiếu vắng hai người là Duy Mạnh và Đình Trọng thì chắc chắn sẽ khó ở mùa giải năm nay, và đang trông chờ những cái trụ cột để người ta quay lại được cái phong độ 100%. Thì tôi nghĩ rằng vì cái giải đấu năm nay nó không phải là hết giải để mình cần phải chuẩn bị, ở đây mình vẫn tập duy trì và cầu thủ thì tất nhiên là để lấy lại cái cảm giác, thì 3 tuần hoặc 4 tuần thì thời điểm này nó cũng chưa tốt. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà quay lại được thì để cho giải đấu thì nó có cái khoảng thời gian để chuẩn bị cái mùa giải 2021, nhưng mà để mà muộn quá thì nó sẽ cận liền hai giải. Thì tôi nghĩ rằng là nếu như là bắt khả kháng mà không thể sử dụng, không thể tham gia giải được thì mới tính những phương án đấy. Còn nếu mà duy trì được thì phải cố gắng duy trì cái giải đấu. Nếu bạn biết rằng giải đấu mới chưa qua được một nửa chặng đường mà để mà hủy đi thì cũng rất đáng tiếc cho cầu thủ. Vì cái thứ nhất là nó rất mất nhiều thời gian mà các bạn không được thi đấu, được tự nhiên ảnh hưởng đến cái phong độ của các bạn. Trước khi Văn Hậu đi Hà Lan thì Văn Hậu đã ở câu lạc bộ Hà Nội mà là trụ cột trong 2 năm. Thì vẫn có những cái vị trí như hậu vệ biên mà trung vệ, thì là chắc chắn là cái thời điểm này khi quay lại thì những cái vị trí đấy của câu lạc bộ Hà Nội đang thiếu, thì chắc chắn là có trận có thể là hậu vệ biên, có trận có thể là trung vệ.